Xin chào các bạn, hôm nay shop giới thiệu các bạn một mẫu đèn pin mới hàng cao cấp của Sapphire. Đây là mẫu L3S. Đèn pin này dùng hai pin to, khá là khỏe. Chúng ta sẽ cùng mở hộp chiếc đèn pin này. Đèn được trang bị hai pin là 26650, dung lượng 3700, hai cục là 7400, dùng rất là khỏe. Đây là cây đèn pin của chúng ta. Đi kèm mình sẽ có dây và bộ sạc của Sapphire, sạc cổng USB. Chúng ta sẽ cắm vào cổng USB của cục sạc điện thoại hoặc là trên ô tô hoặc là trên máy tính đều được. Đèn pin này là công suất 10W chiếu xa. Đèn rất là sáng và rọi xa. Cầm rất chắc tay, hợp kim nhôm. Hàng cao cấp của Sapphire. Chúng ta sẽ cùng lắp pin và để thử chiếc đèn này. Đèn có chế độ sáng mạnh, sáng yếu và sáng nhấp nháy. 5 chế độ sáng. Pin rất khỏe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.